Ok, chào tất cả mấy đứa nha. Đây là tiệm cận nhận diện đồ thị câu chẵn. Hôm bữa mình đã làm đến câu 32 rồi. À, bây giờ mình sẽ làm từ câu 30 trở lên nha. Câu 30 trở lên. Đường cong hình bên là đồ thị hàm số y bằng a x lập cộng bx bình cộng c cộng d. Khẳng định nào sau đây đúng? Ok, khẳng định sau đây đúng à? À, đầu tiên là mình sẽ coi cái nhánh bên phải. Thằng này nhánh bên phải đi lên cho nên A nó sẽ dương. Đấy, A dương hết. A dương hết. À, sau đó mình sẽ đi giao đồ thị với lại OOI. À, đó là thứ tự làm mình. Giao với OOI mình sẽ ra cái điểm này. Đấy, điểm này là lớn không nha mấy đứa nhá. À, tại vì nó nằm ở trên OX. Mà khi mà giao với OOI thì X bằng 0, cái này mất nè. Cái này mất luôn. Cái này bắt luôn. Vậy nghĩa là ra y bằng d. Vậy chắc chắn d này phải lớn hơn không? Ok không? D mà lớn hơn không thì mình bỏ cô d đi. À, lấy a b c thôi. Bây giờ đi làm con cực trị để mà xét con b với con c. À, mấy đứa đều thấy là hai cái x cực đại với x cực tiểu đều dương hết nhỉ, đúng không? X cực đại với x cực tiểu đều dương. Cho nên làm cực trị nha. Muốn làm cực trị thì mình sẽ đạo hàm xuống. Y đạo của mình là bằng 3AX bình cộng cho 2BX cộng C. Đấy. Thì thằng X cực đại với X cực tiểu nó sẽ dương. X cực đại nhân với X cực tiểu nó sẽ lớn không? À, tại vì cả hai thằng đều lớn không mà, đúng không? Cả hai đều nằm bên phải OI hết. Mà thằng này nhân với nhau thì thằng này sẽ ra P nè. P nghĩa là C chia A nhé. C chia A nghĩa là lấy C này chia 3A. Đấy. C chia 3A. Ok. Bây giờ kết luận chỗ này phát. Mình sẽ có C chia cho 3A. Lớn không? Ok không? Mà hồi nãy mình đã nói với nhau là A dương rồi, đúng không nhỉ? A dương thì chắc chắn C nó sẽ dương, chắc 100% luôn. C dương. Đấy. C mà dương thì mình sẽ chọn câu A. À, ngay lập tức chọn được câu A luôn, không quan tâm câu B với câu C nữa. Tại vì BC này là C, sẽ âm mất tiêu rồi. Ngay lập tức chọn được câu A nha. Xong. Ok. 28. 28. Này, câu 28 này. Cho hàm số y bằng ax cộng b chia c cộng d. Các bạn biết thế như hình vẽ. Ok, hỏi hàm số đó cho là hàm số nào? Vậy thì rõ ràng đây là hàm bậc nhất chia bậc nhất. Cái ngay cái chỗ này chính là tiệm cận đứng, đúng không? Thằng này mình sẽ có tiệm cận đứng là x bằng chia 3. À, đây là tiệm cận đứng x bằng chia 3. Đấy. Một cái bây giờ liền nhá, x bằng trừ 3 thì chỉ có câu B là một nè, câu A là bỏ đi nha. Thằng này có tiệm cận đứng là x bằng 3 mất tiêu rồi. Câu B, câu C, câu D ngon lành. À, rồi tiếp tục. À, thằng này là tiệm cận ngang rồi đó. Đây, đây một tiệm cận ngang, đây có là một tiệm cận ngang mà hai thằng này y chang nhau rồi. Rõ ràng x tiến tới vô cùng, đúng không? X tiến tới vô cùng rồi y tiến tới một số. À, thì là tiệm cận ngang vậy nữa, tương tự bên đây cũng vậy luôn. Đấy, ok không? Rồi, vậy mình sẽ có một cái kiện tự tiệm cận ngang là y bằng 2 thôi. Xong, y bằng 2 lần nào? Y bằng 2. À, thằng này là thua rồi, thằng này tiệm cận ngang là trừ 1, y bằng trừ 1. Cẩn thận nha, đừng lấy 2 này chia 1 như bay. Cẩn thận nha, lấy hệ số cao nhất trên tự chia hệ số bậc cao nhất dưới mẫu. Này trừ 1 bỏ. Thằng này là y bằng 2 là chuẩn nè. Thằng này cũng y bằng 2 chuẩn nè, C hoặc D. Vậy thì bây giờ mình sẽ dò gì nữa? Do cái đồng biến nghịch biến. À, mới thấy không? Y đạo y phẩy của mình là dương. Đấy, y phẩy dương nhá. Thì mình chỉ cần nhân thôi. Thằng này mà nhân chéo thì ra cái gì đây? 2 3 6. À, thằng này ra trừ 1 nè. Thằng này y phẩy của mình sẽ ra trừ 1 rồi, đúng không? Âm rồi, chắc là thằng này rồi. Còn thằng này là ra là 7 rồi. À, thằng này thua rồi. Đấy, thằng này dương mất tiêu rồi. C. Á? À, D chứ, D nhỉ, sorry, sao lại, đúng không?
Thằng này là ra 7 là dương, đúng không? Dương, vậy bỏ này đi. Y phải dương mà, đúng không? Bỏ xe lấy đề. Lấy đề chứ. Đề. Ngon lành chưa? À, ngon. Không, đó đó là cách dò mình. Đó. 26 này. Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào? Rõ ràng bên đây chính là đồ thị hàm số hàm trùng phương. Ba cực trị A dương. Ok không? Nè đi lên thì A dương. Vậy thì A dương là chỉ có cô B, cô C, cô D thôi. À, mình sẽ bỏ cô A đi. Bỏ, bỏ không thương tiếc. Ba cực trị AB trái dấu. Cả ba thằng này đều AB trái dấu luôn. Khổ chưa? Vậy thì mình sẽ đi dò giao điểm của đồ thị với ô y. Thì giao điểm của đồ thị với ô y chính là chỗ này. Y bằng 2 với đây không? Đấy, y bằng 2 nè. Thì khi mà x bằng 0 thì y sẽ bằng 2. Ngay lập tức mình sẽ bỏ được câu D. Đúng không? Nè câu này. Khi x bằng 0 thì y bằng 3 mất tiêu rồi, làm sao mà bằng 2 được? Bỏ câu D đi. Vậy bây giờ đi dò cái gì nữa đây? Vậy bây giờ mình sẽ đi thế nhá. À, mình sẽ đi thế bất kỳ một cái điểm nào. Ví dụ mình thế cái điểm này đi. Điểm này là 1, 1 rồi đó. Điểm này chắc chắn sẽ thuộc đồ thị và nó nằm trong hàm số. Vậy là 1, 1. Nếu mà câu B đi lấy x bằng 1 thì câu B lấy x bằng 1 thì y nó bằng 1 luôn này. Thấy không? Chỗ này là 1, chỗ này là -2. -2 với 2 là mất rồi. Vậy y bằng 1, quá chuẩn câu B luôn. À, câu B. Còn câu C là nó ra y bằng -1 mất tiêu rồi. Đúng không? Y bằng -1. Đấy là sai rồi. Đấy, nó phải y bằng 1 mới đúng. Sao? 24. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào? Ok. Một lần nữa đây chính là hàm cực hàm trùng phương. À, hàm bậc 4 trùng phương có ba cực trị A âm. Tại vì nhánh bên phải đi xuống A âm. Vậy thì chắc chắn là câu D. Không bàn cãi gì nữa luôn, đúng không? À, không bàn cãi gì nữa luôn. Đấy, có những câu mình chỉ cần liếc qua 2 giây là ra rồi. Đó, ví dụ câu này mình tốn 1 giây để liếc ở ba cực trị với lại cái A âm à, và tốn thêm 1 giây để liếc đáp án kịch ngay lập tức câu D, ngon lành. Hai mươi hai, cho hàm số y bằng fx liên tục trên r và các bạn biến thêm như hình vẽ. Ok man, hàm số y bằng fx là hàm số nào trong hàm sau? Thằng này mới đó thấy không, có ba cực trị à, có hai cực trị, có hai cực trị A dương à, mày thấy không, cái nhánh bên phải đi lên à, nhánh bên phải của hàm số đi lên A dương chắc luôn. Bỏ B đi, bỏ C đi. Vậy bây giờ chỉ cần có hai cực trị là được. Còn cách nào nữa không? Bây giờ muốn loại câu A với câu D thì mình rất có thể đi thế. Nào mình đi thế cái điểm này nè. X bằng 2. Đúng không? Y bằng -2. Đấy, ví dụ vậy. À, đấy. Đừng thế không nha, tại vì thế không có câu A với câu D thì y chang nhau. Thấy không? Câu A x bằng 0 thì y nó cũng bằng 2, mà câu D x bằng 0 thì y nó cũng bằng 2 luôn, thấy không? Vậy thế là chi? Nhà, thế cái sự khác biệt. À, thế x bằng 2. Thế x bằng 2 vào đây nhá. Thế một câu A coi, thế mấy này. Can đấy cho nó khỏe, hay là mấy đứa sao không được. Ví dụ như là 2 mũ 3 này. Trừ cho 3 nhân cho 4 đúng không? Và cộng cho 2. Trừ 2 quá chuẩn. Chuẩn như cơm mẹ nấu vậy, đúng không? Còn thằng này thì thôi toang rồi. Thằng này là cộng thì ra khác rồi. Đấy, 22 rồi, thua. Câu A, chính xác là câu A. 20. Cho hàm số y bằng 2x cộng 1 chia x trừ 1 có đồ thị C. Gọi M là điểm bất kỳ trên C, tiếp tuyến của C. Tại M, cắt các đường tiệm cận C tại A và B. Gọi y là giao điểm của các đường tiệm cận của C. Ok. Tính diện tích của tam giác IAB. Rồi làm thôi. Bây giờ đi tìm y trước ha. Rõ ràng con y này chính là tọa độ. Hoàn độ chính là tiệm cận đứng. X bằng 1. Tung độ chính là tiệm cận ngang. Y bằng 2. Y là 1, 2. Một cái.
M là một điểm bất kỳ trên C á. Ừ. Làm thôi. Điểm M này thuộc trục C. Cho nên mình có quyền thế vô. Điểm M sẽ thành hoành độ là m nhỏ chẳng hạn, và tung độ mình thế m vào đây. À, mình sẽ có im bằng 2xm cộng 1 chia cho xm trừ 1, nghĩa là im nó sẽ bằng là 2m cộng 1 chia cho m trừ 1, chuẩn chưa? Ok không? Đấy. Tiếp tuyến của C tại M. Bây giờ làm tiếp tuyến của C tại M nhá. Thế thì mình sẽ có y phẩy, đúng không? Muốn làm tiếp tuyến là phải có đạo hàm y phẩy là bằng dưới mẫu sẽ là x trừ 1 tất cả bình, trên từ sẽ là nhiêu nhỉ? Trừ 3. Đấy. Rồi, phương trình tiếp tuyến. Phương trình tiếp tuyến nó sẽ là y bằng f'x0. F'x0. X0 chính là m mới đúng nha. X0 chính là tọa độ của điểm m nhá, nha. Chính xác là hoành độ điểm m ấy. Nhân cho x trừ x0 nghĩa là x trừ m cộng cho y0. Y0 chính là tung độ của điểm m. Đây, tung độ điểm m đây, ok không? Cộng cho ok mát à, nhìn vô nha. Chà, y bằng đây f phẩy m, mình sẽ thế x bằng m lên trên đây là mới được. À, thấy x m lên trên đây nhá, thì mình sẽ được là trừ 3. Có lẽ cần ghi ra nha, ghi ra nó rõ ràng hơn. Trừ 3 chia cho dưới đây là m trừ 1. À, có đúng chưa? M trừ 1 tất cả bình, đem nhân cho x trừ m, nhân thẳng x trừ m như đây nhá, trừ 3 nhân x trừ m đấy, rồi cộng cho cái cục đằng sau, chọn chưa? Rồi, đây chính là phương trình tuyến. Phương trình tuyến delta đi ha, cái gì nó có cái tên đó thì dễ làm hơn. Sao tiếp tuyến này delta cắt các đường tiệm cận của C tại A và B. Ok. Bây giờ mình sẽ cho delta giao với lại giao là gì quên rồi. Giao với lại đường tiệm cận đứng đi ha. Tiệm cận đứng chính là x bằng 1, đúng không? Tiệm cận đứng là x bằng 1. Đấy, delta giao với tiệm cận đứng. Rồi thì mình sẽ ra điểm A, đúng không? Điểm A. Suy ra tọa độ điểm A nào. Điểm A chính là x bằng 1 tất nhiên rồi, đúng không? Hoành độ điểm A chắc chắn bằng 1. Thế vô đây để tìm y. X bằng 1 thì chỗ này sẽ ra là 1 trừ m. Đúng chưa? 1 trừ m bây giờ mình rút dấu trừ ra thì nó sẽ ra m trừ 1. À, và nó chìa xuống ở dưới. Vậy mình sẽ ra là rút dấu trừ thì mất luôn nhé. À, vậy mình sẽ ra trên tự đây là nhiêu nhỉ? 3 chia cho m trừ 1. À, rồi còn cộng với bên đây nữa. Nghĩa là cộng cho 2m cộng 1. Đúng không? Tại vì cùng mẫu mà. Cùng mẫu là m trừ 1, kịp không nhỉ? Cái này rút gọn là bằng 4. 4 cộng cho 2m. Đúng chưa? Rút thêm 2 ra nữa thì cũng chẳng chia được, thôi kệ để đó. Xong, xong điểm A. Một cái. Tiếp tục đi làm điểm B, đúng không? Điểm B chính là lấy cái phương trình tiếp tuyến delta đem giao với lại tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang trong bài này chính là y bằng 2. Ok chưa? Thì mình sẽ đi viết được cái tọa độ của điểm điểm B. À, điểm B. Điểm B chắc chắn tung độ là bằng 2, không bàn cãi nữa. Nè, đúng không? Thì y bằng 2 mà. Đúng chưa? Y bằng 2 mà.
Bây giờ đi tìm tọa độ hoàn độ điểm B này. Mình sẽ cho trên đây là bằng 2 nè. Đúng không? Tại vì điểm B nó thuộc delta. Cho chỗ này bằng 2 nhá. Đây, tìm riêng đây này. 2 bằng. Bây giờ tìm x. Chà, tìm x căn nha. Đâu? Tìm x ha. Y bằng 2. Bây giờ đẩy cái thằng này qua. Qua bên trái, nhân chéo m trừ 1 các cầu bình lên. Ok, làm vậy đi ha. Cứ làm vậy đã. Ok, mình sẽ có là x trừ 1 m này. M trừ 1 tất cả bình cộng cho 2m cộng 1 m trừ 1. Rồi. Tìm x nhá. Đâu? Chuyển qua, chia qua. À nhân chéo lên chứ. Nhân chéo là mình sẽ được là trừ 3 nhân trừ 3 vô luôn. Trừ 3x cộng 3m bằng chuyển 2m cộng 1 chia m trừ 1 qua bên trái thì mình sẽ được là 2 trừ cho cái cục này. Đúng không? 2m cộng 1. Rồi lấy nguyên một cái cục lớn này. Lấy nguyên cục lớn này nhân thẳng cho m trừ 1 tất cả bình, nghĩa là mình nhân chéo lên á. Nhân chéo lên. M trừ 1 tất cả bình. Đấy, nhân vào luôn nhá. Mới có thể nhân vào luôn. Chuyển 3m qua luôn là khỏe. Trừ 3m. Đấy. Cục này đem lấy nguyên một cục lớn này nhân thẳng vào đây luôn. Thì mình sẽ ra cái gì đây? 2 nhân cho m trừ 1 tất cả bình. Đúng chưa? Rồi trừ cho 2m cộng 1 với lại m trừ 1. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì khi mà mình nhân m trừ 1 tất cả bình vào đây thì m trừ 1 dưới đây với m trừ 1 trên đây đã triệt mất rồi, thì chỉ còn một lượng m trừ 1 này thôi, đúng không? Còn thằng này mà nhân thằng này ra mà bình phương đây rồi. Chà, cái này là trừ 3m cộng chứ nhỉ, đúng không? Sao lại nhân ở đây nhỉ? Cộng đây chứ. Đó, mình chuyển vết đầu dấu thôi mà. Rồi, bây giờ nhân hết toàn bộ rút gọn là xong. Xong rồi chia 3 qua là ra được x ngon lành luôn. Để coi coi, rút gọn nha. À, nếu như mấy đứa nhầm nhầm cái những cái thứ đơn giản cơ bản được á thì cứ nhầm. Ví dụ như là chỗ này là ra m bình này, nhân 2 này nữa sẽ là 2m bình. 2m bình cái này 2m này với m này sẽ ra là 2m bình. Thêm dấu trừ nữa thì bình phương mất bố rồi. Đúng không? Rõ ràng bình phương mất nhá. Vậy thì mình chỉ cần lo bậc nhất thôi là được rồi, đúng không? Lo bậc nhất thôi. Thằng này là trừ 2m mà nhân 4 này là trừ trừ 4m. Một cái thằng này cộng 1 cộng 1 mà nhân 2 là cộng 2. Cộng 2 rồi trừ cái này thì nhân vô xong rồi đổi dấu thôi. 2m mà nhân trừ 1 này sẽ ra là trừ 2m. Trừ 2m với lại m này nữa là trừ trừ m. Trừ m với dấu trừ trước nữa là cộng m. Đây là cộng m. 1 này nhân trừ 1 là bằng trừ 1 trừ 1 với trừ cộng 1. Chuẩn men. Ok, túm cái váy là mình sẽ đi tìm x được rồi. Chia trừ 3 sang. Trừ 3, trừ 4 là trừ 7, trừ 7 với 1 là trừ trừ 6, trừ 6 trừ trừ 3 là còn có 2 thôi. 2m quá chuẩn. 2 này với 1 này là 3, 3 với lại chia trừ 3 là còn trừ 1. Xong, túm cái váy là x bằng 2m trừ 1 ra được tọa độ điểm B rồi. Quay ngược lên, quất vào đây. 2m trừ 1, xong. Có được AB rồi nha mấy đứa nhá. Có được AB rồi. Bây giờ đi tính diện tích của tam giác ABC. Tính diện tích của tam giác ABC à? Hay nhờ. Hay đấy. Mà nó ra đáp án chính xác như vậy luôn, nghĩa là nó không có đề, nó không có phụ thuộc vào M. Đúng không? Cái diện tích này không phụ thuộc vào M, hay nhờ. Đâu rồi coi coi. Tam giác AB ABI à, tam giác ABI. Nếu như mà mấy đứa
Để ý một tí là mình sẽ thấy cái tam giác IAB này nó sẽ vuông. Tại vì sao? Tại vì ngay điểm Y là vuông, đúng không? Tại vì Y là giao điểm của hai đường tiệm cận. Hai đường tiệm cận đứng và ngang nó sẽ vuông góc nhau. Ok không? Tam giác IAB này sẽ vuông tại Y. Vậy là đơn giản muốn tìm diện tích nó, mình chỉ cần đi tìm hai con AB AI và IB là được rồi. À, AI và IB nhá. À, AI và IB mình xóa này đi tí ha. Rồi, đi tìm thôi. Bây giờ tìm vector IA đi ha. Tìm vector IA. Vector IA là bằng lấy A trừ Y. A là cục này này. Đây. Y là nào? Y là bao nhiêu? Y là 1, 2. Ôi trời ơi, A mà trừ Y ra 0 rồi. Chỗ này bằng 0 nha. Rồi lấy cục này trừ cho 2 nha. Đúng rồi, lấy cục này trừ 2. Trừ rút gọn luôn nhau bên đó nha. Mà trừ 1 này. 4 cộng cho 2M. Đem trừ cho 2. Đúng giờ đúng rồi. Trừ cho 2 nghĩa là mình quy đồng lên thì mình sẽ được là đem nhân trừ 2 cho mẫu thì được là trừ 2M cộng 2. À, ôi trừ 2M cộng 2M mất rồi. 2 với 4 là 6 luôn, quá khỏe. 6. 6 ở đây, xong. Rồi, bây giờ đi tìm IB nha. Đi tìm IB. Này thì IB. IB nó bằng cái gì? Lấy B trừ Y, thằng này trừ cho Y thì tung độ bằng 0 mất tiêu rồi. Mày thấy không? Tung độ đều bằng 2 nha. À. Rồi lấy cái hoành độ này 2M trừ 1 mà còn trừ 1 đấy nữa. À, nghĩa là trừ 2 rồi. 2M trừ 2. Thằng này sẽ ra 2M trừ 2 và 0. Khỏe chưa? Vậy thì tự nhiên. Trời ơi. Một cách rất tự nhiên. Thằng IA. IA nó sẽ có cái module là bằng trị tuyệt đối của thằng này. 6 chia M trừ 1. À, tại vì sao thì mấy đứa bình phương rồi căn ra thì chắc chắn nó ra trị đối gì nữa, đúng không? Lấy hoành bình cộng trung bình căn ra. À, dưới đây thì nó ra cái gì đây? Còn module của IB thì nó sẽ bằng trị đối tương tự thôi, 2M trừ 2. Ok chưa? Rồi, vậy bây giờ mình có thể đi tìm diện tích của cái tam giác IAB, quá khỏe, đúng chưa? Thì nó sẽ bằng như đã nói, tam giác này vuông tại Y thì nó sẽ bằng 1 phần 2 cạnh góc vuông IA nhân với là IB. Xong rồi. À, thế số 1 phần 2 IA là trị tuyệt đối của 6 chia cho M trừ 1. À, IB là trị tuyệt đối của 2M trừ 2. À, thế thì thằng này là nó bằng bằng mấy nhỉ? Bằng 3. À, bằng 6 chứ, bằng 6 chứ. Câu D nha. Thế thì tại sao mình có thể nhầm ra bằng 6 được? Mấy đứa có thể bấm máy tính cũng được. À, tại vì như đã nói là nếu như mà đáp án nó ra không có một cái chữ M gì ở đây hết á, không, chẳng có một cái X, Y gì đó ra thẳng một số cụ thể luôn. Nghĩa là cái diện tích của tam giác IAB này không phụ thuộc vào M. Cho nên mình muốn cho M bằng mấy cũng được, thậm chí cho M bằng 5, bằng 7, bằng trừ 1 gì cũng được hết. Có điều đừng cho M bằng 1, tại vì cho M bằng 1 thì nó phạm phải cái điều kiện của chỗ này rồi. Ok không? Bấm máy thì nó vẫn làm 6 thôi. À, cái thứ hai, một à, là làm như vậy bấm máy, hai là mấy đứa có thể chỗ này rút con 2 này. À, chỗ này rút con 2 ra thì ở trong trị nó chỉ còn trị tuyệt đối của M trừ 1 thôi, và cái trị đó với lại cái trị ở dưới đây triệt mất rồi. À, hai này với hai triệt luôn, còn 6 thôi. Xong. 20D.
Chọn chưa? Đó. Đấy. Bài này vừa ôn tiếp tuyến, vừa ôn tiệm cận. À, rõ ràng, đúng chưa? 20D. 18. Xác định M để đồ thị y bằng x trừ 1 chia x bình cộng 2 nhân với M trừ 1 x cộng cho. Lắm vậy. M bình trừ 2 có đúng 2 tiệm cận đứng. Đúng 2 tiệm cận đứng. Hay chưa? Có đúng 2 tiệm cận đứng nha. Rồi, chơi nào. Câu 18. Nào, câu 18. Thế thì đúng 2 tiệm cận đứng. 2 tiệm cận đứng thì hóa ra là mẫu nó phải có hai nghiệm phân biệt. Đúng không? Mẫu hàm số có đúng hai tiệm cận đứng. Nghĩa là mẫu phải có hai nghiệm phân biệt. Mà hai nghiệm phân biệt vẫn chưa đủ nha. À, lỡ như có một nghiệm trùng với lại tử là mình chết. À, tại vì tử nó có cái nghiệm là x bằng 1 là mới đúng. Phải không? Nếu như mà dưới đây mà cũng có x bằng 1 là nghiệm luôn thì tự nhiên nó bị triền mất tiêu rồi, vậy còn một tiệm cận đứng thôi, vậy không được. Cho nên hai nghiệm phân biệt này phải khác một. Phải khác một. Ok chưa? Cái này quen không? Cái này rất quen nha. À, mẫu là một phương trình bậc 2. Cho nên muốn có hai nghiệm phân biệt khác một thì mình sẽ đi làm delta và đi làm đi đi thế con một này vào cái mẫu đó cho nó khác không là được. Đi làm delta nhé. Delta cần phải lớn hơn không? Delta của mình là 4 nhân với m trừ 1 tất cả bình trừ cho 4ac, nghĩa là 4m bình trừ 2. Thằng này cần lớn hơn không? Thứ hai đi thế một vào thì mình sẽ có gì nhỉ? 1 cộng cho 2 m trừ 1 nha. Rồi cộng cho m bình trừ 2. Khác không? Ok, giải. Giải. Trên đây. Trên đây thì có lẽ mà bình mất rồi, đúng không? Tại vì thằng này là bình m bình này nhân 4 rồi, rồi với lại trừ 4 m bình thì mất rồi. À, bây giờ hoặc là mấy đứa có thể triệt 4 thì cũng được nha, triệt thẳng 4 cho rồi. Đúng nhỉ? Đúng rồi, triệt 4 luôn. Đây, bỏ 4 luôn. Nó khỏe ạ. Rồi, cái này còn trừ 2m này. Đúng nhỉ? Trừ 2m. Trừ 2m cộng 1. Còn cộng 2 bên kia đó. Không, cộng 2 bên kia nó là cộng 3 chứ mấy. Đấy. Rồi, tiếp. Dưới đây là gì đây? Dưới đây là m bình này. Cộng 2m này. Nhân vô là trừ 2. Trừ 2, trừ 2, trừ 4. Trừ 4 với 1 là trừ 3. Ok chưa? Trừ 3 khác không? Rồi. Giải tiếp này là xong thôi. Thế thì m của mình là nó phải như thế nào nhỉ? M phải nhỏ hơn 3 phần 2 nhỉ? Trên đây m phải nhỏ hơn 3 phần 2 này. Chọn chưa? Ở dưới m phải khác 1 với trừ 3. Đây là phương trình đặc biệt đó mấy đứa. Mấy đứa, phương trình bậc 2 đặc biệt. A cộng B cộng C bằng 0. Hay là mấy đứa có bấm máy tính. Sai không được hết. Đúng không? Nếu như mà rành thì sẽ làm nhanh hơn. Đúng không? 1 với trừ 3 nhé. À, M khác 1 với M khác trừ 3. Thì thằng này là 1,5 này. À, thằng này 1,5. Ừ. Vậy nghĩa là câu nào nha? Nghĩa là câu A hả? M khác 1, M khác trừ 3 và M nhỏ 3 phần 2. Nghĩa là câu A. Ok. À,
nha. Câu A với câu D là đánh nhau rồi, chắc chắn là nhỏ hơn 3 phần 2 rồi nhá. Câu B là toang, chắc chắn toang luôn. Câu C cũng toang luôn, lớn hơn là cũng đúng rồi. Nhưng mà m khác 1 với m khác chữ 3. À, làm kỹ rồi. Khi m bằng 1, khi m bằng 1 thì mình sẽ ra cái phương trình là x bình trừ 1 bằng 0. Rồi. X bình trừ 1 bằng 0. Thì mình sẽ có hai nghiệm là 1 với trừ 1 ở dưới mẫu, và có một nghiệm trùng với tự rồi là không được rồi, chắc chắn là m phải khác 1 rồi ha. M khác trừ 3. M bằng trừ 3. M bằng trừ 3 thì mình sẽ ra phương trình gì nhỉ? X bình trừ 3 với trừ 1 trừ 4, trừ 4 với 2 trừ 8, trừ 8x. 9 trừ 2 là cộng 7, cộng 7. À, thì mình sẽ ra phương trình ở dưới mẫu, thằng này cũng có một nghiệm là x bằng 1 rồi. Đúng chưa? X bằng 1 luôn. À, vậy là không được rồi. À, vậy chắc chắn là câu A rồi. Ừ, không chạy được. Chắc chắn là câu A rồi. Nó phải khác 1 với trừ 3. Đấy, nếu như mấy đứa nói thẳng ra là không tự tin đấy thì cứ dò lại, dò lại những cái đáp án nào mà đánh nhau ấy. 16. Cho hàm số y bằng ax cộng 1 chia b trừ 2, xác định a b để hội tụ hàm số, nhận đường thẳng y bằng 1 là tiệm cận đứng, và đường thẳng y bằng 1 phần 2 là tiệm cận ngang, thế thôi, dễ thôi, gì đâu. Mấy cái này mấy đứa có thể nhầm còn được nữa, nào mấy đứa thấy không? Muốn là tiệm cận đứng thì x ở dưới mẫu phải có nghiệm là x bằng 1. Có đúng không? Dưới mẫu phải có nghiệm là x bằng 1. Mà muốn x mà có nghiệm là x bằng 1 thì b phải bằng 2. Đúng chưa? Rõ ràng chưa? Thì 2x trừ 2 thì muốn bằng 0 thì ra bằng 0 thì x bằng 1 chứ mấy. Dạ, đúng không? B buộc phải bằng 2. B bằng 2 thì thôi bỏ câu B với bỏ câu câu D đi. Đấy, một cái nha. Bỏ B. Bỏ D. Rồi, tiếp tiệm cận ngang. Muốn có tiệm cận ngang y bằng 1 phần 2 thì b bằng 2 rồi nhé. B bằng 2 nghĩa là a, lấy a mà chia cho b, nghĩa là chia cho 2 ấy, thì nó phải bằng 1 phần 2. Đó là tiệm cận ngang đúng không? Đây chính là tiệm cận ngang của mình. Đấy. Vậy hóa ra là a bằng 1 rồi. À, đó là a bằng 1 nhá. A bằng 1 thì thôi. Ủa cái này sao x bằng 2 ta? À, a bằng 1 chắc chắn là câu a rồi. Đây, à. A bằng 1, b bằng 2. Xong thế thôi. Đơn giản. Được nha. Mười bốn. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến hình như hình vậy á. Ok. Số điểm tiệm cận của đồ thị này. À, bài này nó giống bài 15 này mới đó. Ấy. À, hôm bữa đã nói là bài 15 là cái bài đáng để mà ghi ra tờ giấy. À, ghi thẳng một cái đề ra tờ giấy. Sau đó là mình sẽ đi làm lại. Đi làm lại. Làm cẩn thận một cách tỉ mỉ vào. Chắc cú vào. Vững lên. Sau đó đốt tờ giấy đó mà uống. À, nhớ nhớ cái bài đó, cái bài này cần phải nhớ, một trong những bài tiệm cận gần như là căng nhất. À, một trong những bài tiệm cận căng nhất thì nó cũng tương tự bài 15 câu 14 này. À, số đường tiệm cận, úi dồi, số đường tiệm cận nha, số đường tiệm cận nha, câu 14 nó hỏi số đường tiệm cận, nghĩa là mình phải vừa tìm tiệm cận đứng vừa tìm tiệm cận ngang, có rõ chưa? À, bây giờ tìm tiệm cận đứng trước nhá. À, tìm tiệm cận đứng nào. Nào, hàm số là gì vậy bồ? À, ghi lại hàm số đó, câu 14. Hàm số của mình chính là y bằng 2 chia cho fx trừ 2018. Số đường tiệm cận của hàm số này. Rồi. Muốn tìm tiệm cận đứng thì mình phải tìm nghiệm của mẫu. Mẫu là f của x trừ 2018. Đi làm tương giao cho mấy đứa nha. Làm tương giao ở đây mình cần biết cái phương trình này có bao nhiêu nghiệm. À, thì muốn có biết có bao nhiêu nghiệm và làm tương giao gì nữa. Fx nó sẽ bằng 2018, rõ ràng chưa? Đúng chưa? Và mình sẽ có cái đồ thị fx sẵn rồi ở đây. À, mình sẽ vẽ cái đường y bằng 2018 lên đây.
Y mà bằng 2018 là nghĩa là nó nằm ở vô cùng ấy. Đây, nằm trên đây nè. Nó phải cao hơn 5, đúng không? Rõ ràng nó phải cao hơn 5. Đấy, ok chưa? Có mấy nghiệm nhỉ? Rõ ràng là có hai nghiệm. Có đúng không? Một nghiệm nằm đây. Tại vì sao chỗ này nó tiến lên vô cùng và nó cứ thế đi lên, đơn đầu đi lên và nó sát rạt vào cái con này, sát rạt vào cái chỗ vô định này nè. Đấy. Nhưng mà chắc chắn 100% là nó cắt ở đây một điểm. Tương tự nó cắt ở đây một điểm. Ok chưa? Có hai nghiệm nha, có hai nghiệm. Và hai nghiệm đó nó sát rạt vào trừ một á. Nó sát vào trừ một, tất càng ngày nó sát vào trừ một. Vậy thằng này có hai nghiệm rõ ràng. Có hai nghiệm x, có hai nghiệm x. Có hai nghiệm x mà tử này là vô nghiệm rồi, tử bằng hai mà đấu nghiệm nghiệt gì đâu. Cho nên chắc chắn luôn thằng này đẻ ra hai tiệm cận đứng, đúng chưa? Thằng này có hai tiệm cận đứng, hai tiệm cận đứng. Ok chưa? Rồi, đồ thị này có hai tiệm cận đứng chắc chắn 100%. Tiếp tục đi tìm tiệm cận ngang, đúng không? Tìm tiệm cận ngang. Muốn tìm tiệm cận ngang thì mình sẽ đi dò x tiến tới vô cùng mà mày đó. Đi dò x tiến tới vô cùng. Đầu tiên là cộng vô cùng trước, trừ vô cùng trước đi ha. Mình làm từ bên trái sang. Trừ vô cùng. Vô cùng là cái gì? Đây. Khi x tiến tới trừ vô cùng mới đó thấy không nhỉ? Đây, khi x tiến tới trừ vô cùng. Đấy. Thì y nó bằng, y nó bằng 5. Y nó sẽ tiến tới nào? Rõ ràng đúng chưa? Tương tự như vậy khi x tiến tới cộng vô cùng. Y nó cũng tiến tới 5 luôn. Tương tự rồi, giống nhau rồi, cho nên thôi mình làm một cái thôi. Cộng trừ vô cùng thì đều tiến tới 5 hết. Khi x tiến tới cộng trừ vô cùng thì y, con y của mình nó tiến tới, tiến tới 5. Khi mà không, y không phải y mà là fx chứ, sorry, phải đầy, phải nó phải rõ ràng fx mới đúng. Fx nó tiến tới 5 được không? Khi mà fx nó tiến tới 5 thì con y của mình tiến tới mấy? Thấy không, có thấy không? Thì suy ra là con y của mình nó sẽ tiến tới, con y là y này nè mới đó, nguyên cái cục hàm số này nè, thấy không? Nó tiến tới cái gì? Tiến tới nè, rõ ràng đây 5, đúng không? 5 mà trừ cho 2018 thì sẽ được là 2013, nghĩa là tóm lại cái này nó sẽ tiến tới trừ 2 chia cho 2013, đúng chưa? Đấy, vậy mới có thấy không nhỉ? Khi x tiến tới vô cùng thì con y này này nó tiến tới một số rồi. Vậy rõ ràng, và có chỉ có một số rồi, chỉ có một số duy nhất thôi. Vậy rõ ràng đây sẽ có một tiệm cận ngang. Ok chưa? Kết luận chỗ này cái coi. Thằng này đẻ ra một tiệm cận ngang. Tóm cái váy lại, mình sẽ có hai đứng, một ngang, tổng cộng 3 con. 14D. Đúng rồi đó. Hey. Câu này cũng đáng để mà ngồi làm lại đấy, thật sự. Câu này đáng ngồi làm lại đấy. 12. Cho hàm số y bằng fx xác định trên r bỏ đi 1. Ok mát. Liên tục chữ cũ mới khoảng xác định. Rồi, bạn Nguyễn Thiền. Rồi, thằng nào đúng? Câu A, đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y bằng 0, y bằng 5. Muốn tìm tiệm cận ngang thì mình đi dò x tiến tới vô cùng. Đây, chỗ này x tiến tới vô cùng đây, chỗ này x tiến tới vô cùng đây. Rõ ràng x tiến tới cờ trừ vô cùng thì y bằng 0, đây là một tiệm cận ngang. Khi x tiến tới cộng vô cùng đây là y bằng 5, y tiến tới 5. Đây là một tiệm cận ngang, hai tiệm cận ngang quá hợp lý. Tiệm cận đứng là x bằng 1. Tiệm cận đứng x bằng 1. Đây, ngay chỗ này x bằng 1. X bằng 1 thì nó vô định ở đây. Nó vô định ở đây.
thì nó vô định, nhưng mà y này chỗ này nó tiến tới vô cùng này. Đấy, một bên tiến tới vô cùng là chắc chắn chỗ đó là tiệm cận đứng luôn, à, không cần phải hai bên, chỉ cần một bên thôi. Câu A này là câu đúng chắc luôn, chắc chắn 100% luôn. Bây giờ thì thử câu B nha. Giá trị cực tiểu của hàm số y cực tiểu là bằng 3. Quá sai. Nè, đừng thấy số 3 ở đây mà đi đi phán câu B là đúng nha. Tại vì sao? Đây chỉ là tiệm cận thôi. Khi x nó tiến gần đến 1 thì y nó tiến gần đến 3 chứ không bằng 3 được. À, làm sao đó là cực tiểu được. Tương tự giá trị cực đại của hàm số y cực đại là bằng 5. Quá sai. Vì sao? Một lần nữa, đây chỉ là tiệm cận thôi. Ok chưa? Câu D, đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. Quá sai. Thằng này câu D và câu A đánh nhau. À, quá đó rồi, đúng không? Phải là ba đường tiệm cận mới đúng. Câu A rồi. Mày mà có trốn được thì mày cũng chẳng có chạy được. Ừ, giờ. Tiếp. Chạy đâu được, trời ơi. Ba đồ yêu. 10. Có 10, số đường tiệm cận của hàm số này là bao nhiêu? Cả đứng và ngang luôn. Đầu tiên tìm đứng trước. Nếu như mấy đứa nhạy một tí thì mấy đứa sẽ thấy chỗ này là phương trình đặc biệt. A trừ B cộng C bằng 0. Thằng này sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng trừ 1. Nghiệm thứ hai là trừ C chia A. Nghĩa là ra là x bằng 4 ấy. Trừ 1 với 4 đều không phải là nghiệm của tử. Đúng chưa nhỉ? Đều không phải là nghiệm của tử. Cho nên sẽ có hai tiệm cận đứng. Đúng chưa? À, đúng chưa? Nếu như mà trong đầu mấy đứa mà nghĩ đúng ấy thì toang rồi. Thì toang rồi. À, tại vì ở trên đây nó có cái cằm mấy đứa. À, trên này có cái cằm nha, trên này có cằm nha. Ai đấy, à, ai á, đi học ở đâu á mà ẩu tả như vậy ấy thì cứ học. Nhưng mà học học ở đây á, thì phải cẩn thận. À, bây phải làm bài cẩn thận. Khi x bằng bằng mấy nhỉ? Hồi nãy mình nói là khi x bằng trừ 1 đúng không? X bằng trừ 1 thế vào đây thì thật sự là đúng là không phải nghiệm của tử thiệt. Tại vì nó ra là căn 3, đúng không? Thế lên tử, tử ra căn 3. Đấy, không phải nghiệm, hợp lý. X bằng trừ 1 là tiệm cận đứng. À, để ghi ra nhá. X bằng trừ 1 là tiệm cận đứng. Một cái. Thứ hai, tiệm cận đứng thứ hai là cái thằng x thứ hai á, nghiệm của mẫu thứ hai là x bằng trừ 4. X bằng trừ 4 mà thế lên đây đấy thì nó vô định rồi. Đúng không? Nó vô định rồi. Cho nên x bằng trừ 4 không phải là tiệm cận đứng. Bỏ x bằng trừ 4 đi. Ok chưa? Nếu như mấy đứa không chắc. À, nếu như giả sử mấy đứa không chắc nữa thì bấm máy. Có gì đâu, đi can căn của 4 trừ x bình chia cho x bình trừ 3x trừ 4. Mình sẽ can lân cận trừ 4 thì mình sẽ can trừ 4,00001 bằng ấy, math error rồi. Math error rồi. Chừng nào khi mình can lân cận cái con nghiệm ở dưới mẫu mà y nó tiến tới vô cùng, nghĩa là nó ra 1.000, 1.000.000 gì đó đó, à, thì mới là tiệm cận đứng. Đấy, nhớ nhá, nhớ nhá, làm ơn nhớ nhá. Đấy, nó dễ nhưng mà nó lại khó. Một tiệm cận đứng nhá. Tiệm cận ngang thì có lẽ là chỉ có một con thôi, tiệm cận ngang thôi, bấm máy cho nó chắc cú. À, tiệm cận ngang không có cách nào mà chắc cú bằng việc bấm máy hết. Mình sẽ đi dò từ 10 mũ 10. X bằng 10 mũ 10 này. Y bằng mấy đây? Ô, y mát rô rồi. Bỏ đi. Đi coi x bằng trừ 10 mũ 10. Mát rô nó nghĩa là không có tiệm cận ngang. Không có tiệm cận ngang nha mấy đứa nhá. À, một tiệm cận. Một đường tiệm cận duy nhất. Câu 8 này. Số tiệm cận đứng của đồ thị y bằng căn x cộng 25 trừ 5 chia cho x bình cộng x. Thì khi mà mấy đứa bấm máy thì cái nghiệm của mẫu này
À, số tiền tuyệt đứng à, nghiệm mẫu là được rồi. Nghiệm của mẫu chính là x bằng 0. X bằng 0 với là x bằng mấy nha? X bằng trừ 1 đúng không? Bấm máy thì nó cũng ra thôi. Nhầm cũng được. Ai nhầm được thì tốt, cứ nhầm, nhầm đúng là được, ngon lành. Rồi coi hai thằng này thằng nào là nghiệm của tử thì bỏ đi. X bằng 0. X bằng 0 là nghiệm của tử rồi, nhầm còn ra nữa, đâu cần bấm máy đâu. X bằng 0 thì cái cục này nó ra căn 25. Căn 25 là bằng 5, 5 trừ 5 là bằng 0 rồi. Đây là nghiệm của tử cho nên bỏ ngay đây, thằng này không phải tuyệt mệnh đứng, bỏ. Ok không? X bằng trừ 1, x bằng trừ 1 thì chắc chắn không phải nghiệm của tử rồi. À, căn 24 trừ 5 bảo đảm khác không luôn. Thằng này là tuyệt mệnh đứng. Một thằng. À, một thằng nha, một thằng. Có một thằng thôi. À, đâu cần dò tuyệt mệnh ngang đâu. C. 8C. Rồi. 6. Tìm số đường tiệm cận của thằng này. À. Ok. Đi giờ mẫu nghiệm mẫu. Mẫu sẽ có hai nghiệm là 1 với trừ 1. Cộng trừ 1. Đấy, đó là nghiệm của mẫu đấy. Bây giờ đi giờ. À, nếu mà mấy đứa thấy được cái phương trình đặc biệt thì tốt. Còn nếu không thấy được thì bấm máy sợ gì. Một này trừ 7 và cộng 6 nó bằng 0 mới đó đâu. À, hệ số cộng lại bằng 0. Thì nó sẽ có một nghiệm là 1 với lại C chia E. À, 1 với lại 6. Rõ ràng đây. Nghiệm của tử là có con 1 rồi. Cho nên cái con cộng 1 ở dưới mẫu là bỏ đi nhá. À, bỏ. À, chỉ còn trừ 1 thôi. Trừ 1 này chính là tiệm cận đứng. Ok. Bây giờ tiệm cận ngang. X bằng trừ 1 đi. Rõ ràng. Rồi. À, số đường tiệm cận là tiệm cận ngang thì thằng này chỉ có một đường thôi. Đúng không? Mới đó thấy không? Bậc tử bằng bậc mẫu. Bằng bậc bậc tử và bằng bậc mẫu thì mình sẽ lấy hệ số ở trên tử, hệ số cao nhất á, chia cho hệ số bậc cao nhất ở dưới mẫu. À, y bằng 1 đấy, thấy không? À, nếu mà mấy đứa muốn chắc cú thì mấy đứa cứ bấm máy, chẳng sao hết. À, chẳng sao hết. Có điều nếu như mà mình nhìn ra được, mình nắm được những thứ cơ bản như vậy, những cái mánh mánh như vậy, à, thì mình sẽ làm nhanh hơn, mà nhanh hơn rất nhiều, đúng không? Mấy đứa thấy không? Mà mình dò thì bạn ngang là dò x bằng 10 bốn 10 nha. Đấy, y bằng 1 nha mấy đứa nha. Y bằng 1. Rồi lại dò x bằng trừ 10 bốn 10. Đấy, y cũng bằng 1 luôn. Thấy không? Một tiệm cận đứng, một tiệm cận ngang. Túm cái váy lại mình sẽ có hai tiệm cận. Ok. Câu 4. Đồ thị hàm số y bằng 1 trừ 3x bình chia x bình trừ 6x cộng 9 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là. Ok. Đi dò nghiệm của mẫu. Thằng này mẫu thằng này có một nghiệm kép thì phải. Tại vì đó là hàm hạng thức. 1 trừ 6 9. Đấy, x bằng 3. X bằng 3 không phải nghiệm của tử. Có đúng không? Rõ ràng, rất rõ ràng luôn. X bằng 3 không phải nghiệm của tử. Vậy chắc chắn luôn x bằng 3 là tiệm cận đứng. Đấy. Tiệm cận ngang của mình thì mình sẽ đi dò x tiến tới vô cùng 10 mũ 10 với trừ 10 mũ 10, nhưng có lẽ bài này sẽ ra là y bằng trừ 3, tại vì mình thấy bậc của tử này với bậc của mẫu bằng nhau này, nên thôi mình sẽ lấy hệ số bậc cao nhất tử chia hệ số bậc cao nhất mẫu là ra y bằng trừ 3. À, hai đường tiệm cận thôi. X bằng 3, y bằng trừ 3. Đây, câu A. Đấy. Câu 2. Đồ thị hàm số y bằng 1 trừ 3x chia cho x cộng 2. Các đường tiệm cận đứng, tiệm ngang lần lượt là. Ôi rồi. Câu này là một trong những câu mà 2 giây, đúng không? À, 1 giây thì liếc cái tiệm cận đứng, 1 giây thì liếc tiệm ngang, thế là xong. Tiệm cận đứng là x bằng trừ 2, rõ ràng nghiệm của mẫu. À, x bằng trừ 2, bỏ d đi. Tiệm cận ngang là y bằng trừ 3, lấy hệ số của x ở trên tử chia hệ số x dưới mẫu, trừ 3 chia 1 là trừ 3, y bằng trừ 3.
Trừ 2 trừ 3 à? Trừ 2 trừ 3 thì là câu A chứ không nào. Đấy, xong nhá. Ồ, hết rồi. Đấy. À, có một số câu nó hơi nâng cao một tí. À, những câu khoảng 7 cộng 8 cộng ấy. À, mình nó cần coi. Ok. À, cần coi lại. Tốt nhất đi làm lại là hay nhất. Nhớ nhá.